Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái con sản phẩm rất là hot ha và rất là nhiều công dụng. Sản phẩm này thì có thể dùng được bơm mỡ ha, và bơm silicone sử dụng pin đến từ thương hiệu Makita ha, và mã sản phẩm DCG180GB ha. Đấy. Thì mã này chỉ có bao gồm là thân máy thôi ha các bạn ha. Thì không có pin với sạc ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui hộp từ bên trong. Đi kèm với máy thì bao gồm những gì ha? Đầu tiên á, đi kèm với máy thì catalog đã sử dụng nè, cái bộ hành chính hãng của Makita cho Trung Quốc nè ha. Rồi tiếp theo đó là một cái cây. Cái này là cái tí nữa mình sẽ gắn rồi các bạn xem ha. Nó sẽ đẩy ha. Đó, nó đẩy bánh răng ở trong thì cái cây này thuộc vào thì nó sẽ đẩy mỡ bò ha, đẩy mỡ bò và silicone ra. Tiếp theo đó thì một cái bộ, nói chung là một cái ống ha, cái ống để mình đựng mỡ bò ha và đựng silicone. Và ống này thì được làm bằng chất liệu nhôm, rất là bền và chịu nhiệt rất là tốt, với logo Makita thì được in dập nổi rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo đó nữa là một cái đầu bơm mỡ bò ha. Đó, bơm mỡ bò. Và cái dụng cụ, nói chung là cái ron ha, để mình ép lại, để mình bỏ silicone vào ha. Đây, ron ba cái luôn ha các anh chị ha. Ba cái để mình ép silicone lại ha. Rồi tiếp tục đó là một cái mắt kính à, kính đến từ thương hiệu Makita luôn ha. Mẹ sản phẩm của mắt kính à, rất là nhiều phụ kiện kèm theo. Và bên cạnh đó đây thì nhân vật chính của chúng ta. Con này thì sử dụng pin 18V ha. Như các anh chị đã thấy thì pin sử dụng pin 18V và dùng pin thế hệ mới ha. Đó, pin thế hệ mới thì có dấu sao đây các bạn ha. Rồi thân máy thì được ốp cao su đây. Thân máy thì được ốp cao su. Đấy, rất là đẹp. Và nó công dụng của nó thì nó giúp chống va đập và cầm nóng không bị sợ trên giật tay ha. Khi mình sử dụng dầu nhớt á, dầu mỡ bò dính thì nó không bị sợ rơi vỡ máy. Bên cạnh đó phía trên thì có phần tem thân máy ha, tem mã vạch, tem thông số kỹ thuật đó. Thì mã sản phẩm là DCG180, là một cái thân máy đây thôi ha. Nếu các bạn đã có pin và sạc sẵn rồi, tem chống hàng giả 7 màu đây nha các bạn ha. Ông anh tiếp theo ở dưới thì con này thì được cái là nó xuất xứ chính hãng tại Nhật Bản luôn ha. Đó, thương hiệu Makita xuất xứ tại Nhật Bản luôn ha các anh chị ha. Rồi rất là đẹp luôn. Bên trên thì đây là cái bộ phận để chúng ta sẽ bỏ cái thanh hồi nãy mình dẫn vào ha. Tí nữa mình bỏ cho các bạn xem. Và ở nút ở trên thì có 5 cấp độ ha, điều chỉnh tốc độ. Bên này thì có phần tem logo Makita được in dập nổi rất là đẹp. Đấy. Mẫu mã thì rất là đẹp ha. Đây đầu đây cũng bằng nhôm đây ha các bạn ha. Rồi đảo chiều khó ha, khó công tắc đây. Đấy, khó công tắc bóp không được ha. Đẩy qua. Rồi, đã bóp được ha. Rất là xịn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ pin vô, lắp pin vô chạy thử cho các bạn xem ha. Đây, từ đây thì mình có pin 18V 4.0A đây. Mình sẽ lắp vào thử ha. Rồi đầu tiên. Lắp máy vào. Đây. Đẩy ra thôi các bạn ha. Đấy, rồi hết. Rồi, trên này cái thanh này sẽ đúc ở đằng sau vô ha. Thì nó phải đúng cái của nó mới vô được ha các anh chị ha. Rồi, để mình đóng. Đó, đúc vào, đúc cái này vào ha. Đó, máy chạy ha. Nhưng mà mình đúc chưa vào ha, mình bút vào khớp. Đấy. Đúc vào khớp thì nó sẽ vậy ha các bạn ha. Đấy, cái khớp này rất là dễ rồi. Đó. Rồi mình bóp công tắc là cái thanh nó sẽ đẩy vô nè. Đấy. Đó, như các anh chị thấy không? Nó đẩy ra nè. Đó. Chạy rất là nhanh ha. Rồi, ở đây thì cấp độ số 5 này. Cấp độ 5
bây giờ mình sẽ đổi xuống cấp độ 1 ha. Cấp độ 1 thì nhanh cái năng ha. Cấp độ 1 này, cấp độ 1 là cấp độ chậm nhất hay các anh chị ha. Thấy nó chạy rất là chậm luôn đó. Thì thả công tắc ra thì nó sẽ nhả bánh răng ở trong ha. Rồi cấp độ 2 nè, cấp độ 5 là cao nhất ha. Đó rồi đây, đấy rất là nhanh luôn. Đây là hàng chuyên dụng ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái thanh đây cho các bạn xem này. Đó, lắp đây thanh đi vào ra lại thôi ha. Đấy ra lại thôi, rất là dễ luôn nè. Đó rồi khớp vào xong rồi nó sẽ đẩy ha, mình cho mỏ bò vào và mình trước khi lắp cái đó thì mình thì lắp cái này trước ha. Đó rồi mình sẽ có sự sử dụng được rồi. Đó, máy rất là xịn luôn, sử dụng pin 18V ha, thì chưa bao gồm pin với sạc. Còn cái bộ phận này thì để chúng ta lắp ở bên trong để cho cái thanh ha, cái đầu thanh nó sẽ vào đây ha các anh chị ha. Để vào đây thì nó sẽ đẩy ra, nó đẩy silicon ra ha. Đó. Một con máy mà có hai tác dụng ha, một là đẩy silicon, hai là sử dụng để bơm mỡ bò, rất là tiện dụng luôn. Rồi thì mình vừa review sơ cho các anh chị và các bạn một cái mã mà sản phẩm mà của đến lại sản phẩm bơm mỡ bò sử dụng pin đến từ thương hiệu Makita ha. Đây mã sản phẩm DCG180ZB ha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi nếu các bạn có thắc mắc hay muốn tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm này á, thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.